nay được nghỉ rồi qua thăm chị em ha. Mà lượng sao ngay ngày mưa luôn á hả? Dễ thương ghê chưa. Nghỉ mà nghỉ một ngày là mà trời ơi, không có mất một ngày thu nhập tới trời. À, có biển xin chào mọi người nha. Thì hôm nay là ngày mưa gió, có bé Na, có bé Mai Thi Cá Viên Chiên qua tận bên Bình Tân để mà thăm Nam Thi Bò La Lốt nè mọi người. Mặc dầu trời mưa nhưng mà Mai Thi vẫn không ngại đường xa qua bên đây để thăm chị em nè. Xin chào em gái. Dạ, hôm nay em không có bán hả? Dạ hôm nay em nghỉ. Hôm nay được nghỉ rồi qua thăm chị em ha. Mà lượng sao ngay ngày mưa luôn á hả? Thì nghỉ đâu, đi qua thăm chị em. Trời ơi, bữa nào cảnh dễ thương ghê chưa. Nghỉ mà nghỉ một ngày là mà trời ơi, không có mất một ngày thu nhập tới trời. Bởi vậy Nam Thi nó đi được thì có chồng nhà làm. Nó đi có hai bữa. Áo bà ba này đẹp ghê. Hình như áo bà ba này là của em Chí Nguyện. Đúng rồi. Chí Nguyện ơi, em thấy Mai Thi mặc áo bà ba này đẹp không? Vừa nghiến luôn hả? Vừa in. Ồ, vừa in luôn á. Màu vàng. Đi qua cái đòn Nam Thi xong rồi qua bên Đại hai là tại vì lúc đó em đi giao bò bên tại vì trong đó là em đi giao bò bên chỗ gần chị Tây Thi đó, sẵn tiện đường ở trong bữa khai trương của bé Đòn với Trang Thi gọi đủ em qua luôn, xong rồi sẵn cũng như gần đó các em mới qua chị là hai ba luôn. Có nghe giải thích hôm qua rồi. Dạ. Để giải thích hoài. Sợ hiểu lầm cho nên giải thích hoài vậy đó. Cái vụ này đi nè, phía trên trán có cái vết gì nè. Cái này u nè. Ừ. Sáu ngày lâu mà ta, bữa có nó mà ta. Anh chưa nhớ luôn á. Bị đinh với nhớ với ai? Có đâu. Bị hồi nhỏ bị chơi chung rồi bị người ta chọn đá giờ cái nó thành gì tới giờ. Thẹo luôn vậy hả? Bú vậy á. Bú. Bú máu. À. Như ướt máu rồi xong giờ thành bú. Bú máu rồi. Cái nửa cứng nửa mềm vậy hả? Rồi ta. Cái này mình có đi phẫu thuật gì không em hay sao? Cái này thì buộc em có đi khám ngoài bệnh viện ung bú ngoài quận Bình Thạnh rồi. Thì người ta nói là như cái này là cũng hiền. Còn nếu mà em muốn mổ thì em mổ. Mổ thì nó sẽ đẹp hơn, không mổ thì mắc thẩm mỹ. Có cãi đi, có chồng rồi đó. Có chồng rồi. Nãy em qua bên đây bị ướt mưa nhiều không Mai Thi? Dạ cũng ít rồi. Cũng ít. Mấy hôm nay bên đó em buôn bán nở không? Dạ cũng bữa gì, bữa ngán gì. Bữa thì bán được, bữa thì chậm. Kệ buôn bán mà, nhưng mà miễn sao khán giả luôn luôn ủng hộ mình là được rồi ha. Khán giả ủng hộ trên mạng comment thì cũng nhớ tới trực tiếp nha mọi người ơi. Chứ mấy bạn đó. Nếu qua em cái bụi than á nó bay trúng mặt đâu á. Em né nó luôn. Bụi than này ghê lắm á. Hồ học lãm. Hồ học lãm khu dân cư Nam Long. Anh chị ơi nhớ ghé ủng hộ cho Nam Thi nha anh chị. Đường Hồ Ngọc Lãm. Hồ học lãm. Học đi học. Đúng rồi, học lãm. Khu dân cư Nam Lâm nha anh chị ơi. Quận Bình Tân nha, quận Bình Tân. Và mọi người cũng đừng quên ghé qua ủng hộ cho Mai Thi luôn nha. Em đọc lại cho mọi người cái địa chỉ bên em đi. Địa chỉ bên em là 220/20 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 4, quận Bình Thạnh. Số điện thoại của số mấy? Vào chung cư Mỹ Đức. Chung cư Mỹ Đức là 0385 901 909. Đó, mọi người có thương cho chị em bên LGBT thì đến ủng hộ nha mọi người. Mưa này dai lắm luôn, cái sáng lắc nhắc thì sợ mưa lớn cái gì làm hết mà mưa gì là mưa lớn. Mưa bán gì đâu.
Nãy giờ đứng đây thì khói đã rồi. Nhưng mà đường cái là trời mưa mình đứng cái lò than thì nó ấm, mình ngửi khói. Thì là cảm ơn chú Văn Huỳnh nha, hôm nay ủng hộ 20 phần cho Nam Thi nè. 50 phần lận. 50 phần nhưng mà 20 phần là sẽ mang qua bên Tây Thi. 30 phần tối Nam Thi sẽ đi phát từ tiền. Bà cũng vắng, hai với bà cũng mưa tầm tã, bên đó Trần Thi cũng vậy, cũng ế ế xanh mặt luôn. Bây giờ mình phải dùng cái từ là ế xanh mặt nha cả nhà, bỏ cái từ sụm nụ nha, nó không có hên gì hết. Sụm nụ không có hên nha. Chị có qua bé Trần Thi không? Bé đó mưa quá không biết sao nè, bên đó giờ đang mưa ầm ầm mà lớn lắm. Quay lại cái là nó mù sương đó. Nguyệt luôn. Quay nghe nó nguyệt. Mai Thi và Trăng Thi, Mai Thi và Nam Thi, bạn nào cũng hiền hết á. Chủ nhật này chí nguyện, con gái chí nguyện tặng đồ cho mấy chị em mình đó. Là chủ nhật này lên. Thứ bảy chứ. Thứ bảy lên rồi, chủ nhật trang điểm nó mắc cúp có bên gì quận 7 á. Không biết mà nghe nói là tối thứ bảy là lên. Không biết có đi được. Mọi người ơi nhớ ủng hộ Nam Thi nha mọi người. Sài Gòn nè. Sài Gòn lắp mắt là Sài Gòn. Mọi người nhớ nhà. Thôi. Chồng gọi ra mưa mẹ gọi mẹ. Không phải mưa có ai đâu thầy lá lốt đó hả? Không phải tôi bán nước ở ngoài trước. Được ai quan trọng như chị bán nước ở ngoài trước lo lắng cho tình hình của Nam Thi cho nên điện hỏi thăm. Chúc con điện lên cho nghe. Giờ còn bụng để ăn cái này không? Điện cho nghe. Điện cho. Cười. Đi, ăn một phần nhỏ đi ha. Phần nhỏ đi. Làm một vô phần đi làm cho Mai Thi ăn. Vô trong đêm đó nên trời mưa. Anh với em Mai Thi ăn chung một phần nhỏ. Phần lớn đi, hai người. Là thành hai phần nhỏ. Hôm nay Mai Thi bất ngờ qua đây thăm em thấy sao? Dạ chưa chị. Thì em à. Chị em qua vui lắm chị ơi. Mà không ngờ là qua ngay lúc mưa luôn ha. Em có từng qua bên Mai Thi lần nào chưa? Dạ có qua rồi chị. À vậy hả? Dạ. Vậy cũng được rồi ha. Hôm nay trời mưa mà được chị em trong hội đến thăm, với lại là cũng được chú Dân Quỳnh ủng hộ 50 phần thấy thích ha. Trời mưa mà đỡ bị gọi là ế xanh mặt hả? Còn hôm qua thì không mưa thì lại ế quá trời. Tiên ăn nữa.
Nam Phi có học được chưa vậy? Rồi. Làm được không? Được. Ngon lành không? Làm thử coi. Đem một cuốn này nha mọi người. Sao em ăn xong cái mùi vị của em sao? Nước chấm là ngon. Xanh lốt hơn. Nước chấm nên vừa mình. Hôm nay ngày mưa, lần đầu tiên Mai Thi qua bên đây để ăn thử bò la lốt của Nam Thi nha mọi người. Anh chị với Hương nhớ nghe ủng hộ Nam Thi không chị ơi? Ở đây là khu dân cư Nam Long, đường Hồ Ngọc Lãm. Khu dân cư Nam Long, đường Hồ Ngọc Lãm. Học làm. Chị nhớ ủng hộ nha. Cái tên đường này mình hay quên đó ha. Nam Thi nha chị ơi. Tên đường này mình khó nhớ tí xíu. Không bao giờ mình nhớ là cái tên đường, chị nhớ là cái hướng đó. Nè anh Thiện thấy không? Có lộ anh Thuận. Nó. Nè. Nam Thi cuốn cho Mai Thi ăn luôn. Em học được cái không? Cho bên Nam Thi được cái mái nhà này ha. Cái xanh đâu có sửa sang gì đó hả? Tại vì chúng ta nếu mà ta cho mướn luôn em cái sửa chúng ta giờ cũng làm. Cảm ơn chủ đất thiệt tình luôn á ha. Không có tốt bụng á. Ta buôn bán đến nhìn cái chỗ không là. Mặc dù là trong này nhưng mà cũng nhờ mình bây giờ cứ em cũng cứ suy nghĩ hoài, nếu mà ra được đường bán á thì nó mưa gió cái người kia họ em cũng tính đi ra qua ngà đầu đường bán hoài luôn, đẩy đầu đường á, nhưng mà có chị quán ốc rồi chứ nói giờ ra đầu đường là mưa gió này kia, cái gió mới làm mưa gió dữ lắm, bàn ghế em để ra gió hết bay 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 luôn á, chị nói giờ ở trong đây mà gió như đâu có mưa có chỗ núp, còn ra ngoài đầu đường là mưa đâu có chỗ đâu núp. Duy trì được cái thông tin trên mạng là được rồi. Em thì bác làm cho chợ ngon vô là một khách mà khách ngồi là khi nó cũng bán cho mình ăn. Em bán cũng người ăn, ăn bóng lần luôn. Như cái chị nhà bên đây nè. Em muốn là chị cũng có ăn cái này chỉ ăn rồi. Chị ơi chị ăn gì thương em hay là chị thích ăn đồ ăn của em? Nếu mà thương không là không có được. Chị ăn ông thấy chị cảm thấy thương vài lần nhé. Chị ăn chị cũng thấy ngon rồi, chị cũng thấy thương em. Hỏi kỹ nha. Hôm nay đi ăn gọi bé đo xong rồi qua ăn bánh. Bên bé Mai Thi là bán tới 2 giờ đêm rồi mọi người. Bình thường là 5 giờ rưỡi là mở đúng không? 5 giờ 5 rưỡi mở rồi. Thank you.
cảm ơn mọi người xem cái video nha. Ăn bánh xếp luôn nha. Tặng tặng cho bánh xếp luôn rồi. Chúc đi, chúc con thấy bánh xếp nha. Mở ra nó được không? Thấy không? Hôm nay giòn rồi không? Bánh mới chiên. Giòn ha. Cục ở người ta nói là cái bánh này người ta bán 12 ngàn đúng không? Này bán có 5 ngàn à. Bán có 5 ngàn. 5 ngàn mà nhưng ngon lắm nha, nhưng có trứng cút và thịt như này kia luôn á. Giống như lấy công làm lời một cái là có 2 ngàn chứ nhiêu. Còn ấy như đó mà tí không, với em không có lấy gì mà làm đâu, anh bán phụ gì cứ em có rồi đó, bán được thì bán, không có thì cũng để mai bán. Không được, không được luôn hả? Còn gì nữa hả? Cái bữa nào cũng như là gì em có không? Mà nó cũng giống như là bánh bánh tiêu, bánh đồ đó hả? Chiên hay là phải bán đúng không? Giống như là bánh chiên rồi, bột cái này giống như là bánh bao chiên vậy đó. Còn bánh không còn, cái gì cũng kêu thôi, giờ đi có đi phát bò không, đi phát cho người ta đi cho người ta ăn. Người bảo ông đang khổ, nó chồng đó. Lúc đi làm hồ té cái tay đó, giờ ông cũng đi làm. Vậy bây giờ bán được hỗ trợ, bán được ít nào hay ít đó hả? Nhưng thì ngày làm mấy chục cái. Hôm nay bao nhiêu cái? Hôm nay cũng như là bữa phải làm 40 là đưa cho em hai mấy cái, còn còn mười mấy cái là như bán dòng trọ bưng á, hồi bữa nay bán không được mới đem qua cho em sau mười mấy cái nữa, là tổng cộng giờ đây là 20 mấy cái, nhưng mà chiều đem qua lại bán không được. Hồi nãy chị đếm rồi là 26 cái á, đó là còn 26 cái. 200 ngàn, bán hết là mới được 200 ngàn đó. Mà bà chị làm những người đó thấm á, ý là không phải lý là gì em như là báo ở nhà không mà lớn tuổi như ở nhà rồi cứ tiết kiệm bán công ty á, nhưng mà bây giờ cũng có đi bán nữa, cho nên là về lúc bò nhà gì em cúng phụ em, nhưng mà bây giờ anh bán cũng như nên là gì có thời gian thì cái gì có thời gian như vậy em bán chạy rồi, giờ bò anh cũng cúng rồi chứ không biết mua gì cúng phụ nữa, nên gì nó có gì quá là làm mất chính cốt ở trong cái chính cốt. Sao em bán 7-8 ngàn được? Này bán 7-8 ngàn được mà ha. 8 ngàn được, chứ 5 ngàn giờ không vậy. Nó mắc hết, bán gì vậy? Có người ta lại ăn 4 ngàn, cái nhà ăn 4 ngàn. Giá quá bình dân luôn, chỉ có 5 ngàn à. Tức ra là một cái này hả, lời được cao lắm được 2 ngàn chứ nhiêu đâu nhiều đâu. Dầu nè, rồi công cán này kia ở ngoài nè, là người ta bán một cái này là 8 ngàn đó. Cái gì nó chọc đầy luôn á, không phải là đâu, phải mà nó bọng như bánh tiêu đó. Nói hoài, mở ra coi luôn. Mở ra coi thử coi. Chị mới ăn hết 2 cái rồi đó, ngon lắm á. Bây giờ là có nghe nói mang qua TV nhưng mà anh chưa ăn bao giờ. Cái gì ăn rồi, cái này. Ôi cái cút đó phải không, nhưng đầy luôn mọi người luôn á, đầy đủ gia vị luôn này, có nấm nè ha, à cái củ trứng cút mà củ sắn nấm thịt tiêu đúng không, tiêu quá trời luôn mọi người. Ngon hả Thuận? Ngon mà bánh thơm ngon lắm á, em ăn thử nửa cái đi. Tối khi nửa đêm đi về hỏi ông cư chưa ăn sáng gì chưa, họ có uống nước không, uống nước ngoài luôn á, không chai nước á em, cái chai đó đó bịt máy em uống không à. Nói chứ mình làm mệt, mình làm biến ăn đó mình uống không à. Đúng rồi, không có gì lắm luôn, có khi em đẩy em về em mệt á, em uống nước rồi em lăn em ngủ luôn, còn gì có đói gì lắm gì.
Thôi kệ đi, xem như hôm nay là ăn bù lại cho mấy ngày hôm kia chưa ăn. Mà đừng có là chiên á, không có bị ngấm dầu nhiều ha, không có bị ngại dầu á. Tươi ngon. Nó không có bị khô. Bình thường ăn cái bánh này mình sợ nhất là cái rìa nó cứng à, nó chọc vô họng mình đau á, thì cái này thì nó mềm thôi. Nó tự thắng của đồ này cũng mát. Mày thì nò đó. Tội nghiệp em, mọi người sớm giờ đi review nhiều nơi quá cho nên nhìn nó ăn hết nổi rồi. Chút là cuối cùng à, em ăn bò lá lốt thì em thấy mùi vị thì sao em? Có cần phải bổ sung gì thêm không? Em thấy theo miệng em thì nó trắng nó vừa rồi. Dễ ăn ha. Cái này nó sẽ không. Cái này có thơm nhưng mà chắc là có thơm thơm. Nào lên. Một lên hả? Tại vì em đang chở đồ qua cho Tây Hưng nữa. Đây em cũng ngon nha. Rồi, chào em nha, hẹn gặp lại em nha.